Xin kính mời quý vị cùng đến với Chùa Việt Nam tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Lối vào là bốn cái cổng được làm rất là đẹp, tinh xảo. Và đây là không gian phía trước của ngôi chùa. Chùa Việt Nam tọa lạc tại 10002 Synod, Sugarland, Texas 77498. Chùa nằm ở phía tây nam của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhân duyên người cậu từ quê hương Cần Thơ đã đến với thành phố Houston và đã đến viếng chùa vào một buổi sáng đẹp trời vào ngày thứ Bảy. Hai anh em ruột đang tiến vào ngôi chùa. Đây là không gian của chùa Việt Nam tại Sugarland, Texas. Hai anh em ruột cao tiếp và cao phát triển đang ngồi niệm Phật và cầu mong sự bình an đến cho gia đình cùng người thân.